ta vẫn nghĩ mình xấu thôi, thì mình biết đó, mình còn nghiệp. Ta nói còn nghiệp làm sao mà tu để tháo cái nghiệp này ra bỏ nữa đó, thì người ta không thấy mình xấu nữa đó, thì cái này mới đắc đạo. Đấy. Tức là nghiệp quá khứ mình còn. Ta nói nghiệp quá khứ mình còn, cho nên cái tướng nghiệp mình còn. Ta nói tướng nghiệp mình còn. Ví dụ bây giờ đó, mình đó, nó lùn quá đi, thành nó đứng tới ngang bụng người ta thôi. Phải không? Hay là con mắt mình nó lé qua bên đi, phải không? Hoặc là cái giọng nói mình đó, nó làm sao ấy, phải không? Thành ra tất cả những cái này gọi là túc nghiệp, cái nghiệp quá khứ mình đó, mang vô trong cái thân này rồi. Đấy. Cho nên đó, người ta vẫn thấy, người ta thấy mình. Ta nói nó đen thui, nó lùng súng, nó sức môi hay nó gì đó, phải không? Thành ra tất cả những cái này. Nhưng mà cái nghiệp quá khứ chúng ta hết rồi, thì ở trong cái lúc đó họ nhìn họ thấy mình. Thành ra họ nhìn họ thấy mình, họ không thấy cái xấu kia nữa. Không thấy xấu nữa mà họ nói sao? Nó tuy là nó đen thui nhưng mà nó rất dễ thương, phải không? Trên bước đường tu đó là thầy có gặp những trường hợp đó. Nó đen thui nhưng mà nó rất dễ thương. Thì sao? Nó đùng sủng mà nó có năng lực. Đấy. Giống như ông Đặng Tiểu Bình, ông nó lùng sủng. Nhưng mà đó là một nhân tài quan trọng của Trung Quốc. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm thôi đấy. Lùng mà giỏi, đen mà dễ thương, phải không? Hiền lành. Thì đây là cái tướng nghiệp không còn. Nên trên bước đường tu chúng ta nó phá được phiền não, phá được cái nghiệp. Cho nên Ngài Huệ Năng là cố làm cái này. Thế nên tới cuối cùng là Ngài mới được Hoằng Nhẫn Đại Sư truyền y bát cho Ngài là người kế thừa. Cho nên đây là Huệ Năng thừa tử Mai Lâm. Một câu đó thôi nhưng mà ta hiểu này. Rồi giác hoàng điều ngự là tầm phù vân. Tức là giác hoàng là Trần Nhân Tôn. Ông này làm vua mà mới 38 tuổi thôi, không phải là già, phải không? Nhưng mà tự nhiên nó có một cái ý đi tu, cho nên lúc bây giờ ông mới nhường ngôi cho Trần Anh Tông. Và ông đi lên trên núi Yên Tử đó, ông tìm Phù Vân Quốc Sư. Tìm Phù Vân Quốc Sư đó thì nó còn có một cái ý nghĩa khác nữa. Bây giờ Phù Vân Quốc Sư đâu còn nữa, nhưng mà nhìn lên núi thấy những cái áng mây bay đó, phù vân tức là mây nổi lên đó, thì ta nghĩ đó là cái lòng thành của Ngài đó. Cho nên Ngài nhìn thấy trong cái áng mây đó là có Phù Vân Quốc Sư trong đó. Tức là Phù Vân Quốc Sư là cái đời của thầy của ông nội ông, tức là thầy của Trần Thái Tôn. Nhưng mà Trần Thái Tôn chết rồi, Trần Thánh Tôn cũng chết rồi. Đấy. Mà ông Phù Vân Quốc Sư còn đâu? Nhưng mà lòng thành của ông, cho nên ông thấy Phù Vân Quốc Sư còn trên núi, cho nên lên Yên Tử mà tìm. Cho nên lên trên Yên Tử mà tìm lên đó, nhìn thấy cái áng mây nó bay ngang cái lưng chừng núi. Thì ông ấy cảm giác đây là Phù Vân Quốc Sư nằm đây. Ta nên nhìn cái áng mây bay ngang núi mà thấy là Quốc Sư Phù Vân nằm đây, cho nên đây gọi là Ngọa Vân, Ngọa Vân Am. Cái am chỗ này đó. Cho nên Ngài lên cái chỗ đó, Ngài ở đó, Ngài tu. Thầy ngồi ở trong cái hang đá đó, Ngài tu chỗ Ngọa Vân Am. Cho nên cố đi tìm. Mà tìm cái gì trong quá khứ, tìm một cái mà không có trước mắt chúng ta nữa, thì cái này là gì? Tìm ở trong tâm mình và tìm bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên tới cuối cùng nữa, Ngài mới chứng đắc được. Ta nghe Ngài chứng đắc được thì lúc bây giờ ta mới coi Ngài là thiền sư, ta coi Ngài là Phật Hoàng, mà Ngài mới thống nhất được các cái dòng thiền có sẵn.
Tức là ba cái dòng thiền mà có trước đó. Dòng thiền thứ nhất là cái dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, rồi kế đó là cái dòng thiền Vô Ngôn Thông, và cái thứ ba nữa là cái dòng thiền của đời nhà Lý đó, tức là dòng thiền Thảo Đường. Tức là ba cái dòng thiền mà đã có sẵn lúc bây giờ đó, Ngài mới hợp nhất ba cái dòng thiền này lại, Ngài thành lập ra cái dòng thiền Trúc Lâm là do Ngài đứng đầu. Mà người ta chấp nhận cái điều này, cho nên tiêu biểu cho các cái vị mà được Phật hiện vào ở trong trong tâm họ và biến họ trở thành đó ông Phật ở trên thế gian này. Đó là những cái người tiêu biểu. Cho nên lúc bây giờ nữa, người nào mà thấy Phật, thành ra người nào mà thấy Phật trên bước đường tu nữa, thành ra thấy Phật hiện ra, mà người nào nữa đem Phật vào lòng, thấy Phật hiện ra, nhìn đâu thấy Phật hết nữa, thì cái người đó đó, ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là cái người đó là Phật á. Cho nên đây ta gọi là Phật hiện thân độ đời. Thế nên Phật hiện thân độ đời, cho nên Ngài thấy được Phật quá khứ, Ngài thấy được Phật hiện tại, rồi Ngài thấy được Phật vị lai. Mà thấy được Phật vị lai tức là Ngài thấy được cái căn lành của ta, cho nên Ngài mới tác động vào căn lành ta, cho nên làm cho cái căn lành chúng ta nó hướng tâm về Ngài mà ta tu hành đắc đạo, gọi là Phật đó, Phật vị lai. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ba đời chư Phật hiện ra là đó. Thế nên cái câu của chúng ta nó cầu xin chư Phật hiện thân độ đời, tức là ba đời chư Phật đều hiện ra. Nhưng mà hiện ra là hiện ra trong trong tất cả những người tu hành này. Cho nên chùa chúng ta đây là thờ một Đức Phật chính, và chung quanh nó có 6.000 vị quá Phật, tức là Phật hiện ra. Thì chúng ta đây mỗi người có thể trở thành ra một Phật ở trong hiện tại hay là ở trong tương lai, nếu chúng ta có một cái tâm cầu đạo thực, chúng ta có cái tâm mà cứu độ chúng sanh thực, ta có ảnh hưởng tác động qua cho những người khác phát Bồ Đề Tâm để tu hành, thì chính là Phật đã hiện ra trong tâm chúng ta và hiện ra trong thân chúng ta. Tức là người nào được an lạc, người nào được giải thoát, và người nào mà làm cho người khác an lạc, người khác được giải thoát nữa, là cái này, là người đó là hiện thân của Phật. Thế nên Phật có lúc nào cũng có, nhưng mà vì chúng ta không khéo tu, không nạp vào được, cho nên tâm chúng ta không sáng lên, thành ra chúng ta không làm Phật được. Đó là cái ý nghĩa mà cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Bây giờ đó, tới cái đoạn kế mà chúng ta học hôm nay là gì? Con nay hạnh ngộ thiền nhân, huệ đăng thanh kế hiện thân Phật Đà, tùy duyên độ chúng ta bà, Pháp Hoa thiền giáo thiệt là chân tông, tu hành cần phải dụng công, lục căn thanh tịnh lục thông hiển bày. Đây là một đoạn. Một đoạn này đó là nói gì? Thành ra con nay đó là đầu tiên là thầy nói là thầy, phải không? Thầy nói là thầy. Con nay hạnh ngộ thiền nhân. Thành ra con hôm nay đây nữa được cái may mắn mà gặp được thiền nhân, tức là thiền sư. Thiền sư này là sư nào? Tức là Huệ Đăng Thanh Kế, tức là tổ Huệ Đăng ta đó. Thành ra thầy đi tu được đó là nhờ nhận ra được tổ Huệ Đăng. Đương nhiên đó, là lúc mà thầy sanh ra thì tổ Huệ Đăng mất rồi. Nhưng mà thầy nhận ra được tổ Huệ Đăng đó, là nhận ra từ Hòa Thượng ở trên chùa Huệ Nghiêm. Thành ra tổ Huệ Đăng là thầy của Hòa Thượng Huệ Nghiêm, Hòa Thượng Nghiêm là thầy của thầy. Nhưng mà Hòa Thượng Huệ Nghiêm á, thì học với tổ Huệ Đăng. Nhưng mà tổ Huệ Đăng đó là dạy Hòa Thượng Huệ Nghiêm á, là tụng quyển thứ bảy của Kinh Pháp Hoa thôi. Tại trong cái thời đó tụng chữ Nho, chứ không có tụng chữ Việt.
tìm được một cuốn kinh Pháp Hoa đã khó rồi, mà chép ra được quyển kinh Pháp Hoa còn khó hơn nữa, chứ không phải là in sẵn giống như chúng ta ngày nay có. Cho nên tổ mới dạy, nó thôi không cần, mấy thầy không cần mà tụng hết bộ kinh chi, mấy thầy tụng quyển thứ bảy thôi. Cho nên tụng quyển thứ bảy thôi, mà nếu hay không có thì giờ tụng quyển thứ bảy nữa đó, là tụng phẩm thứ 25 nữa, tức là phẩm bố môn thôi cũng đủ. Thì bây giờ nếu Hòa Thượng Uy Nghiêm là tin ở tổ Huệ Đăng dạy như vậy mà tổ không nói lý do, thầy mới hỏi Hòa Thượng Uy Nghiêm, thầy hỏi là khi mà tổ dạy thầy như vậy đó thì tổ có nói tại sao không? Hòa Thượng nói không có. Nó tổ biểu vậy đó thì bây giờ thầy làm theo vậy thôi. Mà bây giờ đó thì nếu truyền lại cho ông đó thì thầy cũng biểu ông nên làm vậy thôi, tức là tụng quyển thứ bảy thôi, khi nào không có thì giờ thì tụng phẩm phổ môn. Nhưng mà thầy gặp tổ Huệ Đăng đó là gặp ở trong kinh Pháp Hoa này, chứ thầy không gặp trực tiếp. Thành ra bây giờ tụng phẩm phổ môn, vì phẩm phổ môn thầy đã thuộc lòng cái khi mà thầy mới đi tu nữa, thành ra mới bước chân vào chùa nữa, chưa xuống tóc đã thuộc phổ môn rồi. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ đó, thầy mới hiểu ngay cái phẩm phổ môn. Cho nên đó, thầy mới nói là tùy duyên độ chúng ta bà. Tại phẩm phổ môn này là tùy duyên, tức là tổ Huệ Đăng đó là dạy mấy thầy sanh ra ở trong cái thời Pháp thuộc, cái thời mà Phật giáo bị hạn chế, cái thời mà Đạo Thiên Chúa đang có thế mạnh. Đạo Thiên Chúa đang có thế mạnh là thời Pháp thuộc. Thế nên Pháp thì nó nâng đỡ Đạo Thiên Chúa, nhưng mà nó hạn chế các cái tôn giáo khác. Cho nên tổ mới nhắc mấy thầy đó là muốn sống, muốn tu là phải tùy duyên, chứ đừng cố chấp nữa. Cho nên cái khi mà thành lập giáo hội mình, thầy mới tới thầy thưa với Hòa Thượng Pháp Chủ. Thứ nhất, thầy hỏi bây giờ nữa, trong cái nước sau chủ nghĩa thì mình hoằng pháp bằng cách nào? Thì Hòa Thượng không nói là tùy duyên, nhưng mà Hòa Thượng nói với thầy một câu là người ta cho mình làm cái gì thì mình làm cái đó. Cái người ta cho mình làm thì mình làm, cái người ta không cho thì đừng làm. Đấy, đơn giản vậy thôi. Cái người ta không cho mà mình làm thì coi chừng chết chóc tù đài, cái chuyện này chính. Tại nên trên bước đường tu là phải tùy duyên, thấy lúc nào mình làm được và lúc nào mình làm không được, lúc nào mình nên nói và lúc nào mình yên lặng chứ, chỗ nào nên tới và chỗ nào nên tránh, đây gọi là tùy duyên. Tùy duyên độ chúng ta bà là phải, chứ đừng thẳng quá, biết không? Đừng thẳng quá, hay thẳng quá thì người ta không chấp nhận đâu. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là cái vị đứng thứ hai ở bên Tây Phương Cực Lạc. Tức Đức Phật Di Đà là thứ nhất, rồi Đức Quan Âm là thứ nhì, rồi Đức Thế Chí mới là thứ ba. Nhưng mà khi qua bên này, bên Ta Bà này đó, bên chỗ Đức Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật Thích Ca nói là Quan Âm Bồ Tát đó là hiện đủ hết thân hình đó. Ta nói bây giờ mấy ông muốn tìm Quan Âm Bồ Tát này sao? Tìm trong con người cố định không có. Nhưng mà mở mắt Huệ ra đó, là nhìn Đức Phật Thích Ca cũng có thể thấy Bồ Tát Quan Âm trong đó. Nhìn Ngài Ma Ca Diếp cũng thấy Bồ Tát Quan Âm trong đó. Nhưng mà nhìn cho tới vua A Xà Thế cũng thấy có Quan Âm trong đó. Ta nên nhìn hết tất cả mọi người đó, nhìn cho kỹ, ở trong tất cả các tầng lớp xã hội đều có những con người tốt trong đó nữa. Thành ra không có một cái hình nào cố định, mà tìm con người tốt ở trong tất cả các thành phần xã hội và theo cái nhu cầu của xã hội mà mình hiện thân làm đạo, cho nên gọi là tùy duyên độ chúng ta bà. Cái này Tổ Thiên Thai dạy là như vậy chứ, là biểu mình học theo cái hạnh của Quan Âm đó, chứ hay có một cái nào cố định thì sẽ thất bại thôi. Cho nên thầy nói là
Cái khi mà Pol Pot nổi dậy thì bây giờ đó, tất cả những người tu đó, tức là mấy chục ngàn thầy tu ở Campuchia đó, là Pol Pot giết hết, giết sạch hết, không còn nữa. Thành ra chỉ có còn sót ông Tép Vong đó, thì lúc đó, đó ông này cởi áo tu đi. Thành ra cởi áo tu đi, mặc đồ nông dân vô, đi cuốc đất đó, thì còn sống sót trở lại bây giờ làm tăng thống của Phật giáo Campuchia, phục hồi lại Phật giáo Campuchia. Ông này biết tùy duyên. Chứ còn bây giờ là cố chấp ấy, mình là tăng thống giết trước, mình là trụ trì giết luôn, phải không? Thành ra tất cả giết hết. Cho nên học cái chữ tùy duyên. Lúc bây giờ đó Ngài mới đưa ra gọi là Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Thiên Thai tức là Pháp Hoa, tức là kết hợp giáo lý và kết hợp tham thiền. Ngài nói cái trường hợp mà tu thiền không á thì sao, làm sao mà chứng được? Nó có chứng gọi là ám chứng thiền sư, tức là chứng nhưng mà không biết gì hết. Ta nếu có các vị thiền sư tu, nó là tôi ngồi được một ngày, có người nữa thì nhịn đói ngồi được một tuần lễ, nhưng mà trí tuệ không có, tại vì thầy có gặp những người này rồi. Ta nên gặp các vị thiền sư ám chứng này, ngồi giỏi lắm, thầy thì không ngồi được, thầy ngồi không được. Nhưng mà cái ông này đó, ông ngồi được một tuần lễ, ông nhịn đói, ngồi suốt như vậy luôn. Quý vị phục không? Phục chứ, phải không? Nhưng mà có thể mê hoặc được một số người. Cái này đó. Còn đối với chân lý, để mà hướng dẫn cho người ta có một cuộc sống được an lạc và lợi ích, thì cái này không có. Cho nên ở đây nó gọi là ám chứng thiền sư. Chứng, chứng thiền, nhưng mà không có huệ. Tại sao vậy? Là vì thiếu giáo lý chỉ đạo. Tại bây giờ nó muốn đi vào thiền thì phải học trước, rồi vào thiền mới suy nghĩ. Cho nên thầy chấp nhận cái này. Cho nên thầy thực tập thiền trong cái lúc đó đó, là thầy phải trải qua ít nhất là thầy cũng 10 năm, 20 năm thầy học giáo lý chứ. Ta nói giáo lý từ nguyên thủy cho tới đại thừa kinh điển thông suốt hết rồi, thì lúc bây giờ nó mới vào thực tập thiền quán. Thực tập thiền quán để mà hiểu cái giáo lý này chính xác hơn, để tìm con đường đi vào đạo. Cho nên này là đi ngộ được cái yếu chỉ của Ngài Huệ Đăng. Cho nên kết hợp thiền và giáo, tức là thực tập thiền trong cái khi giáo lý mình đã đầy bụng rồi, tức là ăn đủ rồi. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta gọi là thiền diệt pháp hỷ sung mãn, tức là bốn cái này, tức là có một cái vui của thiền, rồi có một cái vui của pháp, hai cái này kết hợp lại mới đắc đạo. Cho nên Ngài lập nên một cái tông gọi là Pháp Hoa Thiền Giáo Tông, hay là Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Tức là Ngài chủ trương học giáo lý và thực tập thiền quán, hai cái này kết hợp lại mới thấy được. Để thấy cái gì? Thấy được chân lý để thành Phật thì cái này xa lắm, chưa được. Nhưng mà thấy được cái thực tế trong cuộc sống này, cái mà Thầy thực tập, tức là thấy được mình đang ở đâu, và mình nên làm cái gì, và nên gặp ai. Đây là cái việc quan trọng nhất trong đời. Cho nên nhờ cái này mà trên bước đường tu của Thầy đó không gặp trở ngại, tức là vượt qua được. Thế nên chỗ không nên tới mà mình tới thì chuốc quả vào thân, tức là chết thôi. Còn cái chỗ này nên tới để mà độ người ta phát tâm được, thì tại sao mình không tới? Cho nên chỗ nào tới được thì cái trường hợp này Thầy tới, mà chỗ nào tới không được thì Thầy không tới. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó nhiều khi gần một bên đây, nhưng mà thỉnh Thầy không tới. Nhưng mà Thầy lặn lội ra tới ngoài Móng Cái, Thầy mở đạo tràng, quý vị nghĩ không? Cho nên ra tới ngoài Móng Cái để mở đạo tràng
xa như vậy đó, không có chùa, không có gì hết. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng ở ngay Móng Cái ngày nay nó có một cái đạo tràng Pháp Hoa cả hàng ngàn người tu không? Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Tại cái chỗ này có người tu, chỗ này có người trồng căn lành, chỗ này có người phát tâm Bồ Đề, thì mình tới đó đó, mình khơi dậy. Đấy. Tại vì nó có cái Bồ Đề tâm sẵn rồi, thì lúc bây giờ mình mới khơi dậy được chứ. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là khai tri kiến. Khai tri kiến tức là nó có cái tri kiến rồi đó, thì lúc bây giờ mới khai. Nó có cái căn lành rồi đó, thì bây giờ mới thúc. Chứ còn căn lành không có làm sao thúc. Đấy. Cái người có cái căn tu bên trong rồi đó, mình chỉ gợi ý một cái là họ tu thôi. Còn cái người mà không có căn lành, không có căn tu đó, đôi khi mình nói chuyện tu hành họ ghét mình nữa. Thì giải gì mà nói? Nói mà hồi được cãi nhau rồi, thậm chí đập nhau nữa thì sao? Thành ra trong đạo tràng mình có nhiều đạo hữu tới thưa với thầy. Thưa với thầy nói sao? Nó tức chết đi thầy. Thầy hỏi sao tức chết? Thì cái ông này mới nói với thầy nữa. Nó là cái bà ở nhà tôi đó. Bà ở nhà tôi đó. Kêu bà tới chùa, kêu bà quy y, bà không đi. Nhưng mà bà cứ đi theo mấy ông thầy bùa, thầy bói, phải không? Rồi cứ nghe mấy ông đó thôi. Các vị nghĩ sao? Ở đây đa số mấy bà đó, có bà nào đi theo thầy bùa không? Tu Pháp Hoa thì nhớ đừng theo. Thành bùa, rồi nó lấy bùa về bỏ cho chồng mình. Nguy hiểm vô cùng, phải không? Đó. Rồi ông thầy bói, ông biểu làm cái này, biểu làm cái kia. Nghe không? Đây mấy bà nhẹ dạ nên cẩn thận chỗ này. Họ hay suối dài. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái người này nó không có căn lành, cái người này nó không có niềm tin Phật, nhưng mà họ có một cái tà kiến, thì lúc bây giờ đó, họ dễ theo đi. Thì chúng ta tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái ông vua vị Diệu Trang Nghiêm vậy, phải không? Cái ông vua này là ông theo Bà La Môn thôi, chứ không theo Phật đâu. Nhưng mà khi mà ông thấy được tịnh tạng, tịnh nhãn, hiển bài thần thông thì ông theo. Thì nói cách khác đó, cái ông này là ông vua này là ông mê thần thông, mê ảo thuật. Cho nên bây giờ diễn cái trò ảo thuật này đó, là ông này ông mê, ông chấp nhận. Đây là trên bước đường tu nghiệp. Cho nên tổ khuyên chúng ta là tùy duyên. Tùy duyên đó. Nhưng mà tùy duyên này là phải kết hợp giữa hai cái thiền và giáo. Nên thầy chọn cái này, thầy gọi là chân tông. Cái này là đúng nhất. Đi theo một cái thiền để ám chứng không nữa, ngồi riết là trở thành củi mục than nguội thì cái này không nên. Ngồi là sanh bệnh thì cái này không nên. Phải học. Còn đi theo giáo lý đó mà không chịu tu, rồi cứ nói suông thôi, cứ cãi lý thôi, thì lúc đó là phiền não nổi dậy thì cũng đọa. Cho nên kết hợp hai cái này lại. Giáo lý cũng cần, nhưng mà thực tập đó là cần hơn. Đó là trong đó. Bây giờ là gì? Nó thêm câu dưới là tu hành cần phải dụng công. Ta nên người tu mà có dụng công thì phải có kết quả, có công thì mới có quả chứ, còn không dụng công làm sao? Cho nên Tổ Thiên Thai sở dĩ mà Ngài được như vậy, Ngài có sức thu hút mọi người tới với Ngài như vậy đó, thì cái trường hợp đó, đó là cái dụng công của Ngài quá lớn. Cho nên khi mà Ngài tới đảnh lễ Tổ Hải Hội để xin cầu Pháp, thì lúc bây giờ đó Tổ Hải Hội mới đặt cho Ngài cái tên đó, gọi là Huệ Đăng. Huệ Đăng tức là ngọn đèn huệ. Cái ngọn đèn huệ, ngọn đèn của trí tuệ. Tức là Tổ đã nhìn thấy là cái người này đã có căn lành rồi, đã có nhân duyên, cho nên cái bẩm tánh rất là thông minh. Vì vậy đó mà Ngài mới truyền cho Ngài Huệ Đăng một cái bộ kinh Pháp Hoa.
Thì khi mà nhận được bộ kinh Pháp Hoa này thì Ngài Huệ Đăng mới vào ẩn ở trong núi mà tu. Cho nên cái dụng công cái này quan trọng. Thế nên thọ trì đọc tụng, suy nghĩ về cái giáo nghĩa này để mà thực tập. Cho nên tới cuối cùng Ngài mới đắc đạo được. Cho nên cái khi mà đắc đạo đó thì cái trường hợp là nó có cái khác hơn là người tu hành cũng đắc đạo. Cho nên người mà tu hành nhưng mà chưa đắc đạo mà hiện tướng phàm phu, hiện tướng nghiệp á, thì đương nhiên nó không có cái sức hút, nó không có thu hút được ai hết. Cái người mà dùng tà thuật để thu hút người đó, thì cái trường hợp này đó, ai đi theo họ đó, thì ta thấy khờ khờ dại dại, dở dở ương ương, biết không? Tức là nửa ma nửa Phật. Đây chúng ta biết tà giáo, tức là mê. Đây là trên bước đường tu chứ. Còn khi mà chúng ta tu đúng chánh pháp đắc đạo rồi nữa, thì những cái người chân tu, những người thật học, những người mà quyết tâm tìm đạo đó, họ tới. Thành ra những người cầu đạo thật đó, họ tới. Những người cầu ăn họ không tới. Tại ở đó thì rất cực khổ. Ở thiên thai lúc đó rất cực khổ. Ăn không có, làm việc nhiều, học nhiều, tu nhiều. Thì như vậy những người muốn sung sướng, những người muốn ăn uống, những người đó họ không tới. Nhưng mà những người quyết tâm học, quyết tâm tu cho đắc đạo đó, họ tới với tội. Cho nên Hòa Thượng Quy Nghiêm nói với Thầy, nói trong cái lúc đó thì Tổ Thiên Thai đó, Ngài không có cần tiền, Ngài không có lạc quyên, không có gì. Nhưng mà lúc bây giờ đó thì sao? Tức là Phật tử mà ta đem tiền ta cúng cho Thiên Thai đó. Cái thời của Hòa Thượng Uy Nghiêm tức là vào khoảng 100 năm về trước đó. Thì nó hồi trước ta xài bằng tiền, bằng đồng, bằng gì đó mà người ta gánh tới đó, các vị biết không? Ta gánh tới để ta cúng mà làm cái Thiên Thai đó, xây dựng cái Thiên Thai. Cho nên Thầy nói là Hòa Thượng đó là Pháp Hoa kết hợp với thiền giáo, hai cái này lại xây dựng một cái tông phái mới. Thì bây giờ cái tông phái này từ Tổ Thiên Thai truyền qua tới Hòa Thượng Minh Nguyệt là đời thứ hai, rồi qua tới Thầy là đời thứ ba. Cho nên Thầy kế thừa cái này, kế thừa cái Thiên Thai thiền giáo tông này mà tu học. Thì bây giờ trong cái này đó là chủ yếu học cái phẩm phổ môn, tức là học theo hạnh của Bồ Tát Quan Âm, của Tùy Duyên. Cái thứ hai nữa, nếu mà học rộng ra chút nữa thì quý vị thấy gì? Gọi là trong quyển thứ bảy thì nó gồm có cái phẩm Dược Dương Bồ Tát Bản Sự, cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, rồi tới cái phẩm phổ môn, phẩm Đà Đà Ni, phẩm Diệu Trang Nghiêm và phẩm Phổ Hiền. Thế nên học 4 cái 50 phẩm này nữa, thế nên chúng ta mới thấy rõ cái ý của Tổ. Thế nên người tu hành mà nói suông thì coi như là không được rồi. Tức là phải có năng lực, mà tùy theo cái năng lực của mình, cái phước đức mình tới chỗ nào thì mình làm chỗ đó. Thế nên cái phước đức mà như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì trường hợp làm như Phổ Hiền được. Còn phước đức không đủ như Ngài Phổ Hiền mà muốn làm theo Ngài Phổ Hiền làm sao làm? Thế nên Ngài Phổ Hiền thì sao? Tức là Ngài Phổ Hiền thì có vô số Bồ Tát thị tùng. Đây, muốn làm cái việc lớn, muốn trùng hưng Phật Đạo thì cái quyến thuộc Bồ Đề của mình phải đông. Tức là những người theo mình phải đông, mà những người theo mình phải tốt, và những người theo mình phải giỏi, và những người theo mình phải giàu. Bốn cái chuẩn này quý vị thấy có không? Bây giờ đó, đạo tràng của mình là tương đối được cái thứ nhất là đông này, phải không? Mấy thầy nói đạo tràng Pháp Hoa mình đông. Thế nên con số điểm được thì từ Nam ra tới Bắc ít nhất là mình cũng được chừng 3 vạn, phải không? 3-4 vạn người. Thì tương đối là đây là đông. Nhưng mà cái thứ hai đó, tốt, phải không? Mà tốt chưa? Nếu được 50% tốt, 50% xấu thì còn đỡ.
Nhưng mà 60-70% xấu đó, tức là những người tới đây nhưng mà những người chưa thực tu nữa, nó nhiều quá đó, thì đạo tràng chúng ta nó cũng phức tạp lắm, nó lộn xộn. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dặn chúng ta đó là hạt chắc, một người được một người, còn cành lá bỏ, hột lép bỏ đi. Thành ra những người tu hành không có kết quả đó, thì thôi những người này đi chỗ khác cũng không sao. Nhưng mà tu một người phải được một người, tu phải có kết quả, thì như vậy đó là mới đúng cái nghĩa là bổn môn. Tức là tu phải có kết quả, tức là Phật có hộ niệm tới là mình phải khác hơn người khác. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên khác hơn người khác là gì? Làm cho người khác phát tâm, là cái điều thứ nhất đó, là cái người này nó cố đoạn được tham sân si trước nữa. Cái này là chính. Cho nên thứ hai đó, đoạn được rồi cho nên mình có khả năng cảm hóa những người ở trong gia đình của mình. Có khả năng cảm hóa những người trong gia đình mình, thì trong gia đình mình đó, nó trở thành quyến thuộc bồ đề của mình, chứ không phải là nghiệp chướng trần lao. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta phát tâm tu hành, nhưng mà những người nhà chúng ta là vợ con hay là bạn bè, tất cả những cái người này là những người ác, những người xấu hết đó, thì cái này ta tu khó lắm. Cho nên người nào mà một người tu mà tất cả những người trong gia đình họ tùy hỷ hết đó, thì chúng ta dễ chứ. Như trường hợp hai chị ngồi đằng trước này tu được hay sao? Cái chị này đó là thầy nhớ bây giờ là chị phát tâm chị đi vô đây chị tu. Rồi đó chồng chị cũng phát tâm đi vô quy y. Rồi hai đứa con trai chị nó cũng phát tâm tu đó. Cho nên hai đứa con trai chị nó cũng phát tâm nó tu. Rồi đó hai đứa là bác sĩ hết đó. Rồi tới hai con dâu nó cũng phát tâm tu. Rồi mấy đứa cháu nội chúng cũng phát tâm. Như vậy dễ tu. Tức là cả nhà, cha mẹ, ông bà, rồi con cháu đều tu hết đó. Thì cái này mọi người xung quanh họ nhìn họ thấy họ phát tâm được. Cho nên nó nhờ cái chị này tu mà cả nhà đều phát tâm. Nhờ cái chị này tu mà mấy đứa con chị nó học giỏi, mấy đứa cháu của chị nó ngoan, thì cái này được chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta phải có cái kết quả này. Vì vậy đó mà nó đông, nhưng mà nó phải tốt rồi phải giỏi, phải không? Chứ còn ở trong đạo tràng mình đông nhưng mà người dở nhiều quá, cái người làm việc không có. Mình được một cái nó đông như thế này mà ngồi yên tĩnh thế này tốt rồi, nhưng mà còn có một cái là tất cả những người này mà giỏi nữa đó thì khác. Giỏi có nghĩa là mỗi một người có thể là cảm hóa được mấy người trong gia đình mình, mỗi một người có thể cảm hóa được mấy người bạn của mình, mỗi một người có thể xây dựng được một đạo tràng, thì cái này là giỏi nhất. Thành ra đạo tràng chúng ta đông nhưng mà chưa được tốt, phải không? Mà cũng chưa giỏi, phải không? Đấy. Cái này chúng ta thấy. Cái thứ tư cuối cùng nữa là đa số người trong đạo tràng chúng ta nó phải nói còn nghèo. Đông nhưng mà nghèo, chứ không phải là giàu. Cho nên nếu mà đạo tràng chúng ta đông mà giàu giống như Ngài Phổ Hiền thì cái trường hợp ta làm được nhiều việc lắm. Đông mà giỏi mà giàu nữa thì cái trường hợp họ sẽ làm được nhiều việc. Đó là trên cái bước đường tu hành chúng ta. Nên người chúng ta chưa đông, người chúng ta chưa giỏi, người chúng ta chưa tốt, người chúng ta chưa giàu thì ta biết á, ta không thể nào phát triển được, ta không thể nào theo cái hạnh Ngài Phổ Hiền được nữa. Mặc dù bây giờ đó chúng ta gọi là gia hạnh Phổ Hiền, tức là chúng ta tập tu theo cái hạnh của Ngài Phổ Hiền, để sau này đó chúng ta đủ điều kiện đó, chúng ta sẽ làm như Ngài Phổ Hiền làm. Đó là cái mục tiêu chúng ta là Bồ Tát Phổ Hiền. Nhưng mà bây giờ ta chưa được theo Bồ Tát Phổ Hiền đó, thì chúng ta làm gì? Ta có nên tu theo Bồ Tát Diệu Âm không? Tu theo Bồ Tát Diệu Âm thì cái trường hợp này đó tùy duyên xuất hiện. Tức là chỗ nào có điều kiện xuất hiện
thì ta xuất hiện, ta làm cái Phật sự đó xong rồi ta mở ra nữa. Tại vì ở lâu thì thường thường chúng ta khó làm. Cho nên cái gì mà nó hiện ra rồi nó biến mất thì cái trường hợp này tự nhiên người ta tiếc, người ta quý. Bây giờ nó nói ở đâu họ cũng muốn rước thầy tới giảng hết. Hồi sáng này Vĩnh Long lên thỉnh thầy đi về dưới giảng. Nhưng mà lâu lâu nữa, mình tới đó mình giảng rồi mình đi liền, nước mình không uống nữa thì người ta còn nghĩ tới tốt. Nhưng mà thấy người ta quý trọng rồi, nếu mình cứ ở hoài, phải không? Cứ ở hoài mà mỗi ngày người ta phải lo cho mình ăn, mình uống, rồi người ta mất thì giờ người ta không làm được việc nữa đó, thì sao? Tốt cũng trở thành xấu. Cho nên đây là hạnh của Ngài Diệu Âm. Cho nên Ngài xuất hiện trên non linh thú là xuất hiện với 84.000 hoa sen. Xong rồi đó Ngài, Ngài trở về thế giới của Ngài. Tức Ngài trở về thế giới. Cái này là tu theo hạnh Diệu Âm. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nên làm vậy. Cho nên ta coi cái người bạn nào mà ta nghĩ rằng đó, họ có thể phát tâm được, họ có thể tu được, cho nên ta tới với người bạn đó. Cho nên tới với người bạn đó, ta trao đổi một vài cái ý tưởng và những cái chúng ta làm được mà ta biết là bạn chúng ta hiểu được, bạn chúng ta có thể chấp nhận được và bạn chúng ta cũng có thể sẽ làm được. Cho nên chúng ta có người bạn tốt, ta tới đây nữa, ta giúp họ xong rồi nữa chúng ta trở về, ta trở về. Còn cái vấn đề cưu mang thì cái trường hợp này thầy nghĩ là không làm. Đây là cái việc của Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Phổ Hiền thì đây là một cách của Bồ Tát lớn, Bồ Tát Diệu Âm là một cách khác nữa, tức là ẩn hơn. Cho nên đa số các vị thiền sư người ta tu theo cái hạnh của Diệu Âm. Họ xuất hiện chỗ này, họ làm một số việc rồi đó là họ biến mất đi, phải không? Họ không ở, họ biến mất. Họ tới một chỗ khác, họ làm một cái việc khác nữa rồi họ biến mất. Đấy. Cho nên cái ông tổ ở núi Thị Vải mình nổi tiếng, Ngài pháp danh là Từ Thuận, nhưng mà ta gọi Ngài là Từ Nghịch. Ta gọi Ngài là Từ Nghịch. Nghịch có nghĩa là ngược đời. Ta gọi Từ Nghịch, ngược đời. Ta nói có một cái điều lạ đó, là ông thiền sư này đó, ở trên núi Chứa Chan đó, mà gặp cái điều khó khăn, nguy hiểm, kêu tên ông cái đó, thì thấy ông xuất hiện. Cho nên ông xuất hiện, ông giúp, ông cứu cái người đó gì xong rồi đó, thì ông lại biến mất đi. Ông này tu lại vậy đó. Ông tới, ông xuất hiện, ông giúp mình xong rồi đó, mình mới quay qua quay lại, ông biến mất đi. Cho nên cái ông này trở thành linh thiêng, trở thành thần thánh, quý vị thấy không? Rồi đó, ở Bà Rịa kêu đó, thì cũng thấy ông xuất hiện. Ông xuất hiện đó rồi đó, quay qua quay lại, ông biến mất. Ông tu trên núi Thị Vải, mà người ta lên người ta tìm cái chỗ ông tu đó, người ta thấy ở trong trong hang đá của ông cụ không có cái gì nấu nướng ăn hết đó. Tức là ông không có ăn đồ nấu nướng nữa. Tức là ăn chay rồi đó, nhưng mà lại ăn lá cây, ăn trái cây, ăn như vậy đó, nhưng mà sống. Cho nên đây là thiền sư đắc đạo, do đó mà ta coi ông này là ông tổ. Ông tổ, ông tổ mà lập nên cái chùa Linh Sơn Bửu Thiền của mình đó, là ông cụ này. Cái này là bảo là tu theo cái hạnh của Diệu Âm. Vì vậy đó mà Tổ Thiên Thai dạy chúng ta đó, tụng quyển thứ bảy này đó, là phải hiểu coi như cái hạnh của mình tương ưng với Diệu Âm thì tu theo Diệu Âm, mà tương ưng với Quan Âm thì tu theo Quan Âm, mà tương ưng với Phổ Hiền thì tu Phổ Hiền, chứ không nên cố chấp bất cứ một cái điều nào. Thì ở đây là đất của Tổ Đình Quy Nghiêm. Hơn 100 năm trước Hòa Thượng Hồng Tính tới đây mua cái khu đất này để xây dựng chùa, nhưng mà vì chiến tranh cho nên không có làm được. Tới cái thời của thầy thì thầy phát nguyện xây ở đây một cái ngôi chùa, cho nên vẫn lấy cái tên chùa đây nên là chùa Quy Nghiêm. Gốc của nó từ trên Tổ Đình Quy Nghiêm mà có nên cái chùa này. Xa hơn một chút
là lấy cái bộ kinh Uy Nghiêm làm tông chỉ tu hành của chúng ta. Nhưng bộ kinh Hoa Nghiêm là gì? Tức là bộ kinh mà Đức Phật nói ở trong thiền định. Tên Đức Phật nói trong yên lặng. Cho nên lúc đó nữa, bảo rằng có người nghe nhưng mà ai tâm thanh tịnh thì nghe, ai tâm loạn động thì không nghe. Đó là bộ kinh mà Đức Phật thuyết ở Bồ Đề Đạo Tràng cái khi Ngài thành đạo. Cho nên 21 ngày Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm thì có Bồ Tát đông như vi trần tới nghe. Còn tất cả tư chúng là không có. Cho nên lúc bây giờ đó người ta mới nhìn, ta thấy Đức Phật ngồi có một mình thôi. Nhưng mà thực ra đó thì có Bồ Tát đông như vi trần. Cho nên xây dựng cái chùa Uy Nghiêm này có nghĩa là xây dựng một cái ngôi chùa tâm linh, một cái ngôi chùa đó mà yên lặng. Yên lặng nhắm mắt lại thì chúng ta thấy được ngôi chùa tâm linh đó. Còn mở mắt ra thì nó là một chùa thường thôi. Nên ngôi chùa này xây dựng nó khác hơn các ngôi chùa khác. Đây là cái trên bước đường tu. Tại nên từ dưới đất mà lên tới đây của mình đây đó là có 5 tầng, tầng này tầng thứ 5. Tại dưới đất tầng 1 đó là gì? Cái tầng đó nó để cho các Phật tử mình tập hợp lại nghỉ ngơi và ăn uống. Nên cái tầng thứ 2 đó là để cho chư tăng. Nên cái tầng thứ 3 đó là pháp đường để chúng ta nghe pháp. Cái tầng thứ 4 đó là thời các vị thánh A-la-hán. Tầng thứ 5 ở đây đó là thời Đức Phật, bổn môn của chúng ta. Mà từ một đức bổn môn này mà có 6.000 đức quá Phật ở chung quanh chúng ta. Đây là cái chỗ bổn bộ đạo tràng chúng ta đặt ngay đây. Cho nên lên tới đây đó thì buộc tất cả các Phật tử phải hoàn toàn giữ tâm cho thanh tịnh, tuyệt đối không nói chuyện, không có được mở điện thoại di động, không có được xách hành lý theo, chỉ có cái tâm của mình đi vào đây. Đây là cái chỗ tu. Cho nên ở trên cái phiến đá lớn ở chỗ tượng đài Đản Sanh đó, Thầy có viết 4 câu mà tất cả các Phật tử ai tới đều nhìn 4 cái câu đó để biết cái tông chỉ của chùa Uy Nghiêm đó. Thành 4 cái câu mà ở trên cục đá bên kia. 4 câu gì? Câu thứ nhất là yên lặng vào pháp giới. Tức là giữ cho cái thế giới này nó hoàn toàn yên tịnh, cảnh vật yên tĩnh, tâm yên tĩnh. Thì như vậy nó đưa cái tâm chúng ta vào pháp giới. Tức là đi vào pháp giới, đi vào chùa, chùa Uy Nghiêm chúng ta đi. Vào để làm gì? Đảnh lễ Đức Tỳ Lô. Đây Đức Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Phật ngồi trước mặt quý vị đó. Cho nên những người có cái tâm yên lặng, thanh tịnh, khi mà họ bước vào đây đó, họ nhìn lên cái tượng đó, họ có cái cảm giác như là Đức Phật sống đang ngồi đó và Đức Phật đang nhìn mình. Có người thì thưa với Thầy đó, sao con thấy Đức Phật nhìn con? Con thấy Đức Phật mỉm cười, con thấy Đức Phật chớp mắt. Ở đây mấy vị nhìn có ai thấy vậy không? Thấy Đức Phật nhìn mình, thấy Đức Phật mỉm cười, thấy Đức Phật chớp mắt không? Theo từng cái tâm niệm của mình đó. Cái nghĩa là đảnh lễ Đức Tỳ Lô là như vậy. Còn nếu mà cái người không giữ được cái tâm thanh tịnh, không đi vào pháp giới được á, thì tới đây họ nhìn thấy cái tượng cũng như bao nhiêu cái tượng khác. Cho nên chùa ở đâu cũng có, tượng ở đâu cũng có, nhưng mà mỗi nơi mỗi khác, tùy theo cái tâm của người tu hành thấy khác nhau.
Cho nên khi mà chúng ta thấy Đức Phật nhìn ta, thấy Đức Phật mỉm cười với ta, phải không? Thì sao? Ta mới đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật đó là Đức Phật Pháp Thân Tỳ Lô Gia Na. Đức Phật đó là Đức Phật đang che chở cho ta, Đức Phật hộ niệm cho chúng ta. Nên trên bước đường tu chúng ta nó có thể vượt được hết tất cả các bạn. Thì khi mà ta đảnh lễ Đức Tỳ Lô Gia Na nữa, thì ba nghiệp liền thanh tịnh, tức là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì cái thế giới ta bà này biến mất, mà cái tịnh độ của Đức Phật hiện ra. Cho nên đây là bổn bộ của đạo tràng, đây là tịnh độ của các vị Bồ Tát. Vì vậy đó mà khi đi vào đây đó, ta lọc, nếu hãy tạp chúng vào đó, thì không thể nào làm cho thanh tịnh được. Cho nên cái nguyên tắc đó, đi vào cái chùa Uy Nghiêm này đó, cái điều thứ nhất đó, là thầy bắt buộc đó, là phải giữ yên lặng. Tất cả những cái máy móc thiết bị bỏ hết, đồ hành trang bỏ hết, chỉ còn lại có cái tâm thôi. Từ chỗ đó mới đi vào pháp giới, mới đảnh lễ được Đức Tỳ Lô Gia Na. Ba nghiệp mình mới thanh tịnh thì thế giới này đã trở thành là thanh tịnh. Cái câu cuối là chắp tay niệm Nam Mô. Thì quý vị muốn niệm Nam Mô gì? Cho nên nếu mà chúng ta niệm Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Gia Na Phật á, người ta thấy Đức Phật này ta niệm. Hay là lúc bây giờ đó, ta nhìn lên đây ta thấy có Đức Phật và chung quanh có nhiều Đức Phật, thì ta niệm là Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hay là ta hình dung ra, ta ngồi ở giữa đây, chung quanh ta là Phật, là Bồ Tát. Cho nên cái thế giới này tạo cho chúng ta có một cái thế giới yên ổn nên ta tu hành. Cho nên tất cả những cái người mà đủ duyên được về đây bằng cái tâm thanh tịnh đảnh lễ được Đức Phật thì đó là cái điều tốt. Nhưng mà có những người đó không về đây được, nhưng mà các vị hướng tâm về chùa Uy Nghiêm, hướng tâm về Đức Tỳ Lô Gia Na, hướng tâm về thế giới thanh tịnh của chư Phật, thì lúc bây giờ chúng ta cũng nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật, tâm chúng ta cũng được thanh tịnh. Thì như vậy đó là chúng ta đi vào ở trong cái thế giới mà của chư Phật. Cho nên ở đây là cố thể nghiệm cái giai đoạn 3 là giai đoạn thanh tịnh. Thành ai vào đây tu đó thì phải giữ cái tâm cho thanh tịnh, chứ không có loạn động như trước nữa. Có người thưa với thầy đó, nếu mà thầy làm như vậy đó thì con sợ không có ai tới chùa hết. Nhưng mà những người thưa như vậy đó, bữa nay họ tới đây họ nhìn họ thấy Phật tử chúng ta đông như thế này, thì chắc họ nghĩ rằng cái hiểu của họ là không đúng. Mà sự thật đó là cái hiểu của họ không đúng, vì hiểu theo thế gian. Tại vì cái khi mà chúng ta tạo một cái thế giới thanh tịnh thì những người thật tu, những người muốn được thanh tịnh thì những người ta tới. Đương nhiên những người ham vui không tới thôi. Những người ham vui người ta đi tìm chỗ khác. Còn những người muốn được thanh tịnh, muốn thấy chư Phật thì đương nhiên người ta tìm tới. Cho nên tất cả các Phật tử mà có duyên, hôm nay mình làm lễ khai kinh để mở đầu cho một cái mùa tu gia hành của mình, thì các vị nên suy nghĩ. Những người nào nữa mà có điều kiện về chùa được, tức là về đây được, thì một tuần 3 buổi, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật vào khoảng 5 giờ chiều thì thầy có thuyết kinh, và 6 giờ nữa thì chúng ta tụng kinh. Còn nếu hai các vị mà không về đây được ở nhà, nhưng mà hướng tâm về cái bổn bộ này,
Tức là nghĩ đây là một cái thế giới thanh tịnh, cho nên thân chúng ta ở nhà, nhưng mà tâm chúng ta nó đem đặt vào trong cái thế giới thanh tịnh. Cái tình độ này đó thì cũng coi như là chúng ta thâm nhập vào đạo tràng này. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp ở Bồ Đề Đạo Tràng thì bây giờ đó chúng ta thấy có một mình Đức Phật ngồi ở dưới cội Bồ Đề thôi, đâu thấy ai. Nhưng mà Đức Phật nói là có tới Bồ Tát đông như vi trần. Đông như vi trần, đây là Bồ Tát tâm. Đây là Bồ Tát tâm. Cho nên cái tâm của mình nhỏ thì không có gì nhỏ bằng, mà lớn thì cũng không có cái gì lớn bằng nó. Cho nên nếu mà quý vị ngồi đây đó, mà quý vị phóng tâm lên pháp giới đó, thì tâm chúng ta bao trùm hết cả pháp giới. Cái tâm đó lạ lắm. Ta đang ngồi đây đó, mà bây giờ đó, thầy nghĩ tới Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì cái tâm mình liền tới Bồ Đề Đạo Tràng. Thầy nghĩ tới núi Linh Thú đó, thì tâm mình liền tới Linh Thú. Mà nghĩ tới Câu Thi Na đó, thì liền thấy cái chỗ Đức Phật nhập diệt. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cái tâm nó rất là linh hoạt. Cho nên hôm nay chúng ta giữ cái lễ khai kinh này rồi, nếu quý vị về sau này không tới đây được đó, thì ở nhà chúng ta nghĩ về cái chùa này đó, thì tâm chúng ta tới đây. Và làm được như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nghe pháp, ta nghe bằng cái tâm. Tụng kinh cũng tụng bằng cái tâm. Ta đã nghe pháp cũng bằng tâm, tụng kinh cũng bằng tâm, lễ Phật cũng bằng tâm á. Thì đây ta tu theo bổn môn này. Tu theo bổn môn này. Tức là bổn môn, tức là bổn tâm chúng ta là chính. Cho nên có người nữa thì đi theo thầy rất lâu, nhưng mà bộ kinh bổn môn bảy phẩm như vậy thuộc không nổi. Mà tới xin thầy nữa để đừng thọ y nâu, phải không? Thầy nói xấu hổ quá đi. Bảy phẩm kinh Pháp Hoa bổn môn mà không thuộc được mà đòi thọ y nâu, xấu hổ. Các vị có nghĩ vậy không? Thế nên có những người nữa, người ta mới tới đây, người ta mới quy y thôi, nhưng mà người ta tụng thuộc lòng được, được bảy phẩm, bảy phẩm kinh Pháp Hoa này. Còn mình đi theo thầy nó là 10 năm, 20 năm, con theo thầy 30 năm rồi mà con chưa được thọ y nâu. Thầy hỏi thuộc kinh chưa? Nó chưa. Chưa. Đây, cho nên cái trường hợp đó các vị nó sẽ... Tại sao vậy? Là tại vì ta đi chùa, ta tụng kinh, ta lại Phật là cái hình thức, nhưng mà cái tâm chúng ta chưa có. Cái tâm chúng ta không đi chùa, cái tâm chúng ta không lại Phật, cái tâm chúng ta không tụng kinh, không? Chứ nếu mà chúng ta tụng kinh bằng cái tâm đó, thì ta sẽ thuộc liền lập tức. Kinh nghiệm tu của thầy là như vậy nhé. Cho nên cái khi thầy mới đi vô chùa, thầy này mới đi vô chùa nữa, gọi là chưa tu, nhưng mà nghe người ta tụng kinh thì thầy thuộc. Mà thuộc hồi đó là thầy thuộc cái kinh Phổ Môn mà bằng chữ Nho. Cho nên cái ông thầy tụng kinh, ông tụng nhiều lần rồi mà không thuộc. Bây giờ thầy mới nghe ông tụng, thầy thuộc đi. Thì bây giờ ông mới nói với thầy nữa. Ông nói là con có căn tu đó, thôi tu đi. Thầy chỉ nghe một lần mà thầy tụng thế này được. Thì tại sao vậy? Cái này đó, ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi là có căn lành. Có trồng căn lành ở Phật quá khứ, hay nói một cách khác là trong quá khứ đã từng tu rồi.